Chào các anh chị, tôi là bác sĩ Trúc Phương, bác sĩ của hệ thống tiêm chủng tiêm chủng VNVC. Hôm nay tôi xin chia sẻ với chủ đề là virus HPV và các cái bệnh lý do virus HPV gây ra. Virus HPV là gì á? Thì ngày xưa khi mà các phụ huynh đưa con em đi tiêm á, thì phụ huynh hay nói là bác ơi chích cho em một cái mũi thuốc ngừa ung thư cổ tử cung. Thì để hiểu rõ hơn á, thì mình biết là virus HPV, viết tắt là Human Papilloma Virus, ngoài gây ra các bệnh lý ung thư cổ tử cung thì nó còn gây ra các bệnh lý khác như là ung thư ở vùng hầu họng nè, rồi ung thư ở âm hộ, âm đạo, rồi ngoài ra thì nó còn gây ra các mụn cóc sinh dục, xù màu gà. Cái chủng HPV phổ biến á, thì người ta thấy là nó có rất là nhiều chủng, hơn 100 chủng virus HPV. Trong đó thì nó có hai cái chủng virus mà Phương vừa chia, đó là chủng nguy cơ thấp và chủng nguy cơ cao. Thì chủng nguy cơ cao người ta thấy là có khoảng 15 cái tiếp virus gây cái chủng nguy cơ cao và gây nhiều cái bệnh lý nguy hiểm. HPV thì nó lây qua đường quan hệ tình dục. Ngoài ra thì người ta thấy là cái virus HPV nó còn lây truyền qua cái đường gọi là da kề da. Do đó thì nhiều người quan niệm là chỉ quan hệ tình dục mới lây HPV là không đúng. Ngoài ra thì chẳng hạn như là quan hệ tình dục qua đường hậu môn nè, và qua đường miệng nè, hoặc là qua đường âm đạo nè, thì cũng có nguy cơ lây nhiễm HPV. Ngoài ra thì những cái đường tiếp xúc chẳng hạn như là khi mà da bị tổn thương á, thì cái việc tiếp xúc da kề da nó cũng là một cái nguyên nhân mà có thể dẫn đến lây nhiễm HPV. Ngoài ra người ta thấy là gì? Khi mà phụ huynh á, khi mà một cái người phụ nữ mang thai mà có nhiễm HPV, có nhiễm mụn cóc sinh dục thì nó vẫn có nguy cơ lây truyền sang cho con. Thì đó là một những cái nguyên nhân mà có thể lây nhiễm HPV. Quan hệ tình dục xâm nhập hay không xâm nhập thì đều có nguy cơ nhiễm HPV. Tại vì như Phương vừa đề cập đó, thì cái việc mà nhiễm HPV nè là nó lây qua tiếp xúc da kề da. Ngoài ra thì người ta thấy là cái gì? Cái việc mà mình mang bao cao su khi quan hệ tình dục thì nó là một những cái biện pháp mà để hạn chế cái việc lây nhiễm HPV, chứ không phải là một cái biện pháp để phòng tránh hoàn toàn cái việc lây truyền HPV. Thật ra thì cái việc nhiễm HPV nè, nó là một cái việc, cái bệnh nó tiềm ẩn. Tuy nhiên thì một số trường hợp khi mà mình lây nhiễm HPV á, thì mình có thể có dấu hiệu để mình nhận biết, đó là các cái mụn cóc hoặc là những cái tổn thương ở các cái đường tiếp xúc. Chẳng hạn như mụn cóc thì mình có mụn cóc thông thường, mụn cóc sinh dục, hay là mụn cóc lăng ta hoặc là những cái mụn cóc khác. Thì đó là một những cái dấu hiệu mà mình có thể nhận biết được một cái người mà nhiễm HPV. HPV thì như đã đề cập, khoảng 70-90% thì nó có thể là tự giới hạn và nó có tổn thương và tự giới hạn. Tuy nhiên, những cái trường hợp mà đặc biệt là những cái trường hợp nhiễm HPV mà nguy cơ cao thì có thể những cái bệnh lý mình hay gặp như là các cái tổn thương nặng nề như là ung thư, thì có đề cập là ung thư cổ tử cung, ung thư âm hộ, âm đạo, ung thư hậu môn. Ngoài ra thì còn có các tổn thương tiền ung thư. Ngoài ra thì các cái bệnh lý liên quan đến cái mụn cóc sinh dục, xù màu gà, thì đó là những cái bệnh lý có thể do HPV gây ra. Thì mình có, Phương sẽ chia thành hai cái nhóm lớn để mình ngừa HPV. Thứ nhất là phòng ngừa chủ động. Thì cái việc phòng ngừa chủ động của mình á, là mình sẽ phòng ngừa bằng việc tiêm vaccine ngừa HPV. Thì hiện nay tại Việt Nam mình có hai cái nhóm vaccine ngừa HPV là Gardasil ngừa 4 tiếp virus HPV, và Gardasil 9 là mình ngừa được 9 tiếp. Thì ngoài 4 tiếp có trong Gardasil 4 thì mình sẽ ngừa thêm được 5 tiếp khác, đó là 31, 33, 45, 52 và 58. Đó là những cái tiếp mà HPV gây những cái bệnh lý nguy hiểm như ung thư cổ tử cung, mụn cóc sinh dục, xù màu gà. Ngoài ra thì còn có các cái tổn thương tiền ung thư và cái u nhú ở cái đường sinh dục. Các cái biện pháp khác để mình ngừa HPV á, thì mình quan hệ tình dục an toàn. An toàn ở đây là sao? Là mình sẽ không quan hệ tình dục với nhiều bạn tình, hoặc là mình không quan hệ tình dục với người mà có nhiều bạn tình. Thứ hai là đối với phụ nữ á, thì mình còn có một lợi thế là mình có thể tầm soát định kỳ HPV, như là mình làm bắp test, mình làm HPV test. Ngoài ra thì nếu mà mình nghi ngờ mình đã nhiễm HPV, mình có mụn cóc sinh dục chẳng hạn, thì mình nên ngừng quan hệ tình dục và điều trị triệt để trước khi mình lây lan cho những cái đối tượng của mình.
Thì thật ra cái việc mà điều trị HPV đó là chủ yếu là điều trị triệu chứng thôi. Tại vì một số trường hợp như là Phương đề cập đối với mụn cóc sinh dục nè, thì cái triệu chứng nó không có gây đau nhưng mà nó có thể chảy dịch và nó rất là khó chịu. Do đó thì người ta có thể dùng các cái biện pháp để loại trừ các mụn cóc, như là người ta đốt điện, người ta dùng laser, hoặc là người ta cho thuốc bôi để làm tiêu trừ cái mụn cóc đó, hoặc là người ta dùng các cái biện pháp để loại trừ những cái tế bào tổn thương ở âm đạo khi mà nó là những cái tổn thương mà nghi ngờ do HPV. Thật ra những cái tổn thương mà do HPV thì phần lớn là nó sẽ tự khỏi, khoảng 70-90% thì cái tổn thương đó nó sẽ tự loại khỏi cơ thể của mình. Tuy nhiên những cái tổn thương như là mụn cóc hoặc là những cái tổn thương ở cái vùng âm đạo á, thì có thể người ta dùng các cái biện pháp để điều trị triệu chứng, và như là người ta đốt điện, người ta dùng laser để người ta loại trừ cái mụn cóc đó, hoặc là người ta dùng thuốc bôi. Tuy nhiên thì mình không có tự ý dùng thuốc bôi mà mình nên đến các cái cơ sở y tế, đến các cái phòng khám chuyên khoa để được bác sĩ tư vấn và điều trị cụ thể. Xin cảm ơn các anh chị đã chú ý lắng nghe. Xin hẹn gặp lại các anh chị ở những cái chương trình tiếp theo. Xin chào.